Bày nhiều đồ ra như thế đây. Cậu mau mau đi dọn dẹp nhà cửa đi. Không về bố mẹ nhìn thấy mắng cho một trận đây. Cái gì cơ? Hôm nay đến phiên dọn dẹp của tớ. Đúng rồi. Cái gì? Hôm nay là thứ hai là cậu dọn. Tớ dọn á? Đúng rồi. Thế nhưng mà cái máy hút bụi nó bị hỏng rồi, không dọn được đâu. Úi giời, úi giời, tớ biết ngay là cậu kiểu gì không có lý do mà lại. Thế nên á. Cái máy hút bụi kia cũ gì tớ bỏ đi rồi. Còn đây á, tớ mới mua cái máy hút mới đây. Mau mau mà dọn dẹp đi, không còn lý do đi chấu gì nữa nha. Nhớ mặt tớ đấy. Xem TV thì ngồi gọn vào để tớ còn hút bụi. Được rồi, cậu chơi tớ chứ gì? Đã thế, tớ không ngồi đây nữa. Mình vào bếp, mình kiếm cái gì ăn mới được. Xem có gì ăn được không nhỉ? Tủ lạnh nào? Đây rồi, đây rồi. Wow, xúc xích này, bánh donut này, đầy đồ ăn. Mình phải bóc ăn cái xúc xích mới được. Bóc chỗ nào nhỉ? Này nha, cái xúc xích này là tớ vừa mới mua đấy. Cậu có bỏ tiền ra mua không mà cậu đòi ăn? Xúc xích cậu vừa mua. Được rồi, thế thì tớ ăn bánh donut vậy. Bánh này tớ cũng vừa bỏ tiền ra mua đấy. Cậu định ăn á? Còn lâu. Lâu. Thể giúp được mình thì tốt. Xin chào Tam Tam dễ thương. Ta là quyển sách thần kỳ chuyên đi giúp đỡ mọi người đây. Hôm nay cháu có chuyện gì buồn à? Ta có thể dùng phép thuật của mình để giúp cháu. Nào, hãy kể cho ta nghe. Việc này quá dễ đối với ta. Nào, hãy xem ta thể hiện đây. Cậu mà không đưa cho tớ lần sau tớ có cái gì tớ còn lâu mới cho cậu ăn nha. Tớ không thèm, không thèm luôn. Sao mình lại nằm ở đây thế này nhỉ? Đau mỏi hết cả người. Như thế này, ui, tay mình biến thành cái gì thế này? Trông ghê quá. Mình đang ở đâu đây? Ai đây? Đây. Cậu, trong mặt cậu là ai đây? Đau đầu quá. Bà Trang à? Cái gì cơ? Ai đây? Ui. Ai vậy? Trang ơi. Cậu là ai? Tớ là Nhím đây. Nhím á? Cậu nhìn cậu mà xem. Ôi không. Sao tớ lại mặc bộ quần áo như thế này? Sao vậy? Cậu là trông như là một con rối ấy. Đầu của tớ. Ui tớ người cũng thế. Toàn những sợi dây thừng thôi.
Tớ thì trở lên béo hụt ơi. Sao lại vậy? Sao chúng mình trở lên như thế này? Xin chào hai bạn. Ôi, ai đây? Ta xin giới thiệu, ta là quyển sách thần kỳ. Ta là một quyển sách vạn năng, có thể am hiểu tất cả mọi thứ trên thế giới này. Mọi thứ ta đều biết, mọi thứ ta đều giải quyết được. Tớ nghĩ đây chỉ là một giấc mơ thôi, tớ sẽ thoát khỏi giấc mơ này. Yeah! Ôi, Hàng ơi, cậu làm gì vậy? Từ từ à? Ôi, không! Cậu lại trở lại này. Tớ định thoát ra khỏi đây, mà tại sao giờ lại ở đây rồi? Không được đâu cô bé à. Này, ông sách thần kia, có phải tất cả mọi việc là do ông tạo ra không? Bé Cam đã nhờ ta tìm cách để hàn gắn các người lại. Hàn gắn chúng tôi lại á? Đúng rồi, bọn tôi có vấn đề gì đâu. Đúng rồi, chúng tôi có làm gì đâu mà phải hàn gắn. Hai người suốt ngày cãi nhau và tranh chuyện nhau. Chính vì vậy, bé Cam rất là buồn và muốn ta giúp đỡ. Ta sẽ giúp hai người trở lên thân thiết hơn và không còn bất đồng nữa. Bây giờ hãy nghe theo lời ta. Thôi, đừng nghe ông đi nói linh tinh nữa. Em Cam kìa. Em Cam. Bọn mình phải tìm cách đến cho em Cam để tìm lời giải đáp. Chạy đi. Ta sẽ giúp hai người vượt qua các thử thách. Từ đó các người sẽ gắn kết với nhau hơn và tìm được tình bạn. Ô, đúng rồi. Đây là đâu vậy? Đây là nhà kho của bọn mình đấy. Em Cam kìa. Chúng mình sẽ phải đi ra hỏi em Cam. Đúng rồi. Tại sao chúng mình lại trở lên như vậy? Nhìn này, ở đây có một cái hộp. Sao cái hộp này lại ở đây làm gì nhỉ? Không thể đẩy được cái hộp này. Bọn mình thử khám phá xung quanh đây xem có gì không nào. Đây là những cái mùn cưa. Có một cái đèn pin. Ui, ngã. Chàng ơi, cậu làm gì đây? Tớ đang khám phá nơi này. Ui, cậu đang làm gì đây? Có cái hộp à? Một cái lọ à? Một cái lọ, tớ đang nhảy lên cái lọ nè. Wow. Ui, lọ vỡ rồi. Tớ phá vỡ được những chiếc lọ này, tớ thật là khỏe luôn. Ui à. Thử xem nào. Yuhu. Bọn mình nhảy lên là làm vỡ được à? Đúng rồi, chân của chúng mình rất là khỏe luôn. Đây là cái gì đây? Đây như kiểu máy phát điện đó. Ở đây có một cái vung này. Một cái chuông. À, một cái lọ này, để tớ thử nhảy lên nha. Nhảy lên. Yeah. Nhảy. Bình. Ui, tớ cũng làm vỡ được cái lọ này. Ủa, cái hộp gì đây Trang? Hộp này là một hộp sơn đó. Còn đây là cái vung này. Ừ, nó còn xoay được này. Mình bây giờ là tí hon rồi cậu ơi. Biến thành tí hon. Bây giờ muốn lên được trên kia thì mình phải làm gì? Gạt cái cần này à? Tớ không biết. Này, Trang ơi. Tớ đang thử nhảy lên đây xem có lên được không. Đừng nhảy nữa. Lại đây này. Ở đây tớ nhìn thấy có một cái cầu dao này. Hình như gạt cái cầu dao này là bọn mình có thể lên được trên kia đấy. Vậy á, để tớ giúp đỡ cậu. Bây giờ mình phải nhảy lên trên kia mới gặp em Cam. Nhảy lên này. Ui. Ui. Cái gì nó có thò lên nhỉ? Một cái thùng. Thò lên hai con mắt màu trắng. Thùng này như kiểu là mấy cái thùng sơn đen xì ấy. Thùng này á, sơn mà dính vào người là không dứt ra được đâu. Xem có lối nào có thể lên được trên không cậu ơi. Trèo lên trên những cái thùng xốp này đi cậu ơi. Không được. Ồ, tôi phát hiện ra ở đây có một cái đèn pin nè. Tớ nhìn thấy trước rồi. Đèn pin này lúc nãy tôi nhìn thấy rồi. Tớ nhìn thấy trước thì có. Cậu nhìn thấy sau. Nhưng mà cái đèn pin này to quá, mình không cầm được cậu ơi, nó nặng quá. Đúng rồi, chúng mình giờ biến thành tí hon rồi, không thể cầm những đồ vật này được nữa. Ồ, phía trước có một cái cầu dao kìa. Lại Trang ơi, lại đây. Hình như kéo cái cầu dao này là hạ được cái thang xuống đây. Cầu dao này à? Cái gì nó vừa bắn ra nhỉ? Mấy cái cầu chì. Đây là mấy cái cầu chì, sao nó lại tuột ra rồi? Sao nó lại biết chạy vậy? Làm thế nào bây giờ? Ồ, nhìn phía trước kìa Nhím ơi. Có một cái thang. Dạ ha. Kéo cái cầu dao này là cái thang nó sẽ hạ xuống. Nhưng mà bây giờ cái cầu chì nó chạy đi mất rồi. Cậu không hiểu à? Mình phải đuổi theo và bắt cái cầu chì. Cậu ngốc thật đấy. Bắt cái cầu chì á? Nhưng làm thế nào để bắt chúng bây giờ? Bây giờ tớ với cậu ra lấy cái cầu chì này để đút vào vị trí cũ đi. Tớ lấy một cái, còn cậu lấy một cái. Đây, nhét vào đây này. Một cái này, hai cái này. Vẫn còn thiếu một cái. Một cái nữa chạy đâu rồi? Nó chạy đâu nhỉ? Hello, cầu chì ơi, bạn đang ở đâu vậy? Cầu chì đang chơi chúng mình. Kìa, nó ở trên kia. Để lên đi. Để tớ. Tớ nhảy rất là giỏi luôn. Trèo lên này. Nó ở trên này nè Nhím ơi. Ui, nó chạy rồi.
Yeah. Wow. Nó bị nhốt ở đây rồi, để tớ lên tớ đập vỡ nó ra nhá. Nào. Ôi, nó nhảy lên rồi kìa. Cậu chì này nó như là một con nhện vậy. Bây giờ mình phải treo lên đấy à? Để đó. Ui, tớ treo giỏi thế. Làm thế nào tớ không treo được? Ui, tại mình ở cái thân hình này béo quá đây mà. Trang ơi, đợi tớ ơi. Leo lên đây đi nhím ơi. Nhảy lại, nhảy lại, nhảy sang bên này, nhảy sang bên kia. Ui, cuối cùng cũng lên được rồi. Nó kia kia. Cậu chì đứng lại. Đâu rồi? Chờ tớ với, để tớ hỗ trợ cậu. Hai đứa cùng nhảy lên đây đi. Kéo cái này xuống này. Gạt cân này xuống không? Kéo xuống. Đây rồi, đây rồi. Wow. Mình vào đâu đây? Ui, nó chạy vào cái ống này rồi. Chui xuống, cúi, cúi. Ui, nguy hiểm, cậu ơi, đây là đường điện đó. Có bị giật không? Không, 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 không sao đâu, đây là cái ống thôi. Cúi thấp người xuống. Này, bạn cậu chị ơi, lại đây, chúng tớ không làm gì cậu đâu. Nó đâu rồi? Đâu rồi? Đằng sau tấm. Sao cái hộp này sao ấy? Không phải không ạ? Kia kìa. Ui, có một ổ điện này. Ở đây có cây đinh này. Chẳng có sao nào. Sao đi đâu vậy? Để tao bắt đầu. Lên cái đinh này đúng không? Chẳng có ổ điện thế này à? Không phải. Giật rồi các cậu ơi. Đừng chọc vào ổ điện nha. Bị điện giật đây. Đi tìm cầu trí tiếp thôi. Here we go. Đây là một cái lưỡi cưa khổng lồ. Kia kìa kìa kìa. Rồi trên kia kìa. Đâu? Bây giờ bọn mình phải nhảy lên hai cái này để cùng ấn chúng thì phải. Cậu lên đi. Để tớ lên kia. Để khởi động cái máy này đúng không? Đúng rồi, để nó mới đưa mình lên trên được. Nhảy lên đi. Một. Cậu nhảy chậm thế. Hai, ba, ấn. Yeah. Bây giờ mình bám vào đây. Lên nào, lên nào. Chạy ra đi. Cậu chì chết rồi. Cái bạn cậu chì này. Chạy nhanh thật đấy. Nghe này còn trêu ngươi mình đợi mình nữa cơ. Ui, nhảy giỏi thế. Ui, tớ nhảy theo bạn đây mà bị tiêu đời luôn này. Tớ vẫn ở trên này. Cậu phải nhảy bám vào kia. Bám vào cái đấy, nó xoay sang bên kia. Nhảy sang này, tớ sang được rồi nhím ơi. Tớ bám vào này, xoay, nhảy sang này. Đâu rồi, đâu rồi? Phía trước này. Ui, bạn ấy trắng trắng kìa. Ui. Cậu phải nhảy hai lần vào. Hai lần ạ? Một, hai. Ui, ui. Khó quá nhím ơi. Cái này xa quá, nhảy mạnh bạn. Vẫn bị rơi, không thể qua được. Ui, tớ nhảy được rồi, phải lộn một vòng cậu ơi. Lộn vòng này. Thôi, khó thật đấy. Tớ qua được rồi. Chờ tớ với. Cố lên ním ơi. 1, 2, 3. Ui dồi ôi, cuối cùng cũng được. Cái cầu chì kia. Trang ơi, nhảy lên, nhảy lên. Cao quá, cũng không nhảy được. Làm thế nào bây giờ? Tớ đang tìm lối. À, cậu lăn cái đấy lại đây. Đây, mình sẽ nhảy lên đấy. Lăn cái hộp này, để lấy cái hộp này. Ôi, cậu chì nó còn đang thích thức cậu kìa ním ơi. Tớ đang trêu người bọn mình kia. Nhảy lên hộp nào. Nhảy lên. Ui dồi, sao lại nhảy vào trong hộp? Nhảy lên, nhảy lên. À, cậu chị kia đứng lại. Nhảy lên này. Đâu rồi, đâu rồi? Cái ổ cắm điện còn đang hở điện này. Đứng nhảy xa xuống. Ra cậu ơi. Ô, cậu nhảy lên đấy làm gì đây? Để tôi ấn cho điện nó không bị dẹt dẹt như thế. Nhảy này. Ồ, điện chạy rồi kìa. Điện chạy đi đâu vậy? Nó khởi động cái máy cưa. Mình bám vào cái máy cưa này đi. Bám vào cậu ơi. Bám vào đây à. Máy qua cái gì kia kìa. Nhảy lên này. À, cái cầu chì đây rồi. Cầu chì lúc này nó mệt quá rồi, không thể chạy được các bạn ơi. Cái bạn cầu chì này thật là nghịch ngợm luôn. Đúng rồi, bạn này à, quá là nghịch luôn. Cái cầu chì này nặng quá Nhím ơi, tớ một mình tớ không thể bê được. Thế thì cậu bỏ xuống đi để tớ bê giúp cho. Đây, cậu bê. Được rồi, tớ là con trai, tớ bê sẽ nhẹ nhàng hơn. Đi thôi, đi thôi. Đây rồi. Lắp một cái cầu chì nữa này là chúng mình có thể khởi động được cái máy này rồi. Lắp vào rồi, xanh hết rồi. Yeah. Nào, ra nhảy lên thôi cậu ơi. Một. Nhảy này, kéo xuống. Yeah. Wow. Thang hạ xuống rồi. Kéo lên thôi Nhím ơi. Thật là vất vả luôn. Tuy nhiên nó lại mặt mạnh vậy. Cái lưng của tớ đau quá. Bọn mình lên đâu rồi đây? Đây là đâu này, vậy? Trang ơi, Trang ơi. Cái gì? Em Cam kìa. Em này Cam, Cam ơi. Cam ơi. Đi đâu mà vội thế hai bạn? Này, ông kia tránh ra đi. Em Cam kia rồi. Bọn tôi phải hỏi em Cam. Kể cả có tìm được em Cam thì em Cam cũng không nhận ra hai người đâu.
hai người phải theo ta. Ông cứ tránh ra đi. Đúng cho rồi, bọn tôi đi gặp em Cai. Không thể được. Hai người đã gây ra rất nhiều lỗi lầm. Cái gì cơ? Lỗi lầm gì? Đấy này. Cái gì vậy? Ô, đây là cái gì đây nhỉ? Chúng quen lắm cậu ơi. Con mồm rất là to. Cái này thì có liên quan gì đến lỗi lầm của mình? Đúng mình... rồi. Chúng mình có làm gì liên quan đến cái này đâu nhỉ? Nhưng mà trông nó cũng hơi quen quen. Nhanh quên thế các bạn. Các bạn không nhớ đây là ai à? Đây chính là cái máy hút bụi hồi xưa các bạn từng dùng đây. À, cái máy hút bụi à? Xin chào. Thế nhưng mà liên quan gì đến lỗi lầm của bọn mình? Đúng rồi, liên quan gì nhỉ? Có làm gì đâu nhím. Đúng rồi, tớ có làm gì phá hoại hay là làm gì có lỗi với cái máy này đâu. Chắc chắn là hồi xưa cậu đã làm gì lỗi lầm với cái máy này cho nên bây giờ nó quay lại trả thù cậu đúng không nhím? Không. Đúng rồi. Cậu nhớ lại đi. Tớ chắc không chắn... liên quan gì đến nó cả, đúng không? Ui nhìn nó có vẻ tức giận á. Chiếc máy hút bụi này hồi trước đã giúp các bạn rất nhiều trong việc dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mà càng ngày nó càng cũ đi. Các bạn đã loại bỏ nó, vứt nó vào thùng rác và mua một chiếc hút bụi mới. Nó cũ rồi. Cho nên bây giờ cái máy hút bụi này đã trở thành một chiếc máy hút bụi xấu xắc và nó quay trở lại để báo thù. Chính vì vậy các bạn phải tìm cách để thoát khỏi chiếc máy hút bụi này. Chào tạm biệt và chúc hai bạn may mắn. Cậu đã thấy tác hại việc làm của cậu chưa? Thì rõ ràng hồi xưa cậu bảo là nó cũ, nó không làm được việc. Thế là muốn mua cái máy mới còn gì, bây giờ cậu còn đổ cho tớ. Đâu có nói vậy. Cậu bây giờ chỉ giỏi cãi thôi. Tớ bảo cậu là chiếc máy hút bụi này không hút được. Tớ chỉ nói thế thôi, chứ đâu có nói cậu nào vứt vào thùng rác. Nhưng mà rõ ràng là ý cậu muốn mua cái máy mới và bỏ cái máy cũ này đi. Tớ không có nói vậy, tớ cũng không muốn tranh cãi với cậu nữa. Bây giờ phải làm thế nào? Bây giờ phải đi tìm cái máy hút bụi đấy và tiêu diệt nó thôi. Nó đã trở nên xấu xa rồi. Ở đây có một cái đường ống này. Chúng mình sẽ đi theo cái đường ống này à? Đi vào đây xem nào. Đường ống này dẫn tới đâu vậy? Ui! Mình bị ngã xuống sông và tiêu đời luôn. Đây là... phải nhảy lên như tớ này. Đây là những cái chất bẩn ấy. Đó rồi. Đó. Được rồi, bọn mình đi tiếp đi. Đi lên trên các tấm ván này. Ủa, trên đây có một cái ống hút này. Ống hút này à? Nhảy vào đó đi Nhím ơi. Đi đâu đây, đi đâu đây cậu ơi? Tớ ở phía trên nè. Tớ theo vào đây. Quay đi này. Đây là đâu vậy? Ôi Nhím ơi. Ây ôi. Cậu bay cao quá. Đây lại một đường ống nữa này. Đi theo tớ. Bên này có một cái quạt nó đang hút xuống này. Nhảy vào đây liệu có sao không? Để tớ nhảy trước nhá. Ôi, cậu bị cái quạt nó nghiền nát rồi. Ôi, đấy là một cái bẫy Nhím ơi. Rất nhiều những con ruồi đang bay phía trên kìa. Ở đây có một cái đầu ống hút này. À, đầu ống thổi ra. Thế thì chúng mình phải nhảy vào đó. Cậu nhảy vào đầu bên kia đi. Tớ sẽ nhéo cái đầu này lên và thổi cậu bay lên trên kia. Nó lên được rồi Nhím ơi. Ấn cái nút đấy đi. Ấn nút đỏ. Ấn nút đỏ là cái quạt ở đây nó, bây giờ nó thổi lên rồi. Tớ sẽ có thể nhảy lên đây được. Nhảy lên đây này. Ôi, nó thổi tớ bay đây này. Quá giỡn, đỏ là sẽ đổi chiều cái quạt đó. Nhảy phát nữa này. Yeah, bọn mình vượt qua được đây rồi. Bên này lại có cái ống này. Đi vào ống cống này. Ống này hút vào à? Nhảy vào đây. Đây, tớ đây. Ủa, tí nữa thì lại ngã xuống cái cống nước bẩn này. Nhảy qua đây đi. Ủa, thỉnh thoảng có cái gì nó ở dưới cống ấy. Kiểu có một con vật gì đó. Cái cống này quá là bẩn đến nỗi ruồi muỗi nhặt bay đầy ở đây. Ui. Cái gì đó? Nhảy lên đây. Ui, tím thì rơi. Ui, nó có hai con mắt kìa. Đây như kiểu làm cái robot gì đấy. Mình nhảy lên đây để nhảy sang bên kia này. Nhảy, nhảy, nhảy. Ây, may mắn được nha. Cậu nhảy kìa. Tớ bị chìm rồi. Cậu phải đợi nó tới gần cậu mới được nhảy. Tới gần này.
nó thử lại lần nữa. Nào lại đâu nào. Tới gần. Nghe đi. Rồi, ok. Bọn mình đang đến đâu rồi đây? Đây là một cái như kiểu là cái mạch điện tử ấy. Mạch điện tử của cái máy hút bụi đấy à? Ở đây có dây điện bị đứt này. À, cái máy hút bụi đấy bị hỏng là do những cái dây điện này nó đứt đấy cậu ơi. Thế thì nhiệm vụ của chúng mình là sẽ phải ấn nguồn điện để nó chạy qua. Chỗ này dây điện bị đứt nên là nó không thể chạy qua được. Thế nhưng mà vừa nãy cậu truyền điện được đây. Bây giờ bọn mình sẽ lần lượt đứng vào đây để truyền điện đi qua xem nó như thế nào nhá. Đứng vào đây á. Đứng vào đây đi. Để tớ, tớ đứng vào chỗ này. Cậu chạy bên kia đi. Bên này, đứng vào đây. Yeah, bên kia nó xuống được kìa. Chui vào đấy à. Chui vào cái ống nút này á. Bây giờ phải chui vào thôi. Chui vào xem nó dẫn mình đi đâu nào. Ui, dài thế. Cẩn thận. Chui vào ống kia. Rơi vào cái ống khác. Phải căng cẩn thận để cho nó chui vào cái ống kia đấy nhá. Nếu không ra ngoài này chúng mình sẽ không thể di chuyển được nữa đúng không? Đúng rồi. Ui, lên đây là lên đâu đây? Trèo lên trên đi nhím ơi. Từ từ đợi tớ với. Ui, những cái nhanh trèo... lên, nhanh lên. Những cái trèo này là mình rất vất vả này bởi vì bụng mình rất là to. Nhảy xuống. Đây là cái khu nơi chỗ này nào là đây? Đâu đây? Tớ cũng không biết. Cúi xuống. Đi xuống dưới này nhím ơi. Tớ béo quá. Đi dưới này. Ra ngoài rồi. Nhảy lên. Đây như kiểu là hệ thống máy móc ấy. Đúng rồi, rất nhiều những đường dây điện. Ồ, có một đường ống này. Chui vào đi. Chui vào đường ống này. Đường ống dây điện này sẽ dẫn chúng mình đi đâu? Rất là dài luôn. Cẩn thận đấy nhím ơi. Một cánh quạt. Cánh quạt nó xoay. Mình hết đường rồi. Hình như là mình phải đi lên cánh quạt đấy và đi sang bên kia. Đúng rồi, nhảy lên trên các cánh quạt này nhím ơi. Chờ tớ với. Di chuyển từ cánh quạt này sang cánh quạt khác. Ui, tí thì nhảy trượt. Cậu đâu rồi? Tớ vẫn ở bên này, tớ sợ quá. Tớ bị ngã rồi. Cậu phải cẩn thận chứ. Sắp sang được tới nơi rồi mà lại bị ngã các nhảy bạn ơi. Nhảy sang bên này nè. Nhảy cẩn thận vào các bạn ơi. Ui, cậu lại bị ngã rồi. Nhảy tiếp này. Ui, may mà mình bám được vào. Có thật đấy. Nhìn cứ tưởng là dễ. Cậu phải nhảy trước khi nó tới thì mới được. Nhảy đi. Nhảy này. Ok. Đi thôi nhím ơi. Ui, bây giờ bọn mình lên đâu đây? Cái gì đây? Máy hút bụi ơi. Đừng có hiểu lầm chúng tớ. Chúng tớ không có ý định thích cậu vào thùng rác đâu. Chỉ là một sự hiểu lầm thôi. Đừng giận dữ như vậy. Tất cả là tại cả Trang đấy. Tất cả là tại bạn ý. Quý ơi. Thế nào bây giờ? Không phải là lúc giải thích nữa rồi. Các bạn nếu muốn vượt qua thì phải cùng nhau chiến thắng được chiếc máy hút bụi này. Chiếc máy hút bụi này á? Là có nghĩa là chiến đấu á? Đúng rồi. Bình thường ở nhà các bạn hay tranh luận và hay chiến đấu với nhau lắm mà. Bây giờ hãy cùng nhau chiến thắng chiếc máy hút bụi này đi. Mà chiến thắng chiếc máy hút bụi này bằng cách nào cơ? Tớ cũng không biết được. To gấp mấy lần mình. Tay chân này chả có cái gì để chiến đấu cả. Được rồi, nghĩ cách thôi Trang ơi. Hai bạn cứ ở đây mà tận hưởng đi nha. Tôi đi đây. Nào mày hút bụi, mới định làm gì với ta? Chạy đi Trang ơi. Nó bắn cái gì kia? Bắn ra cái chai lọ nhựa mà chúng mình hút vào đó. Ui, những cái này nó cháy đây. Trang ơi, cậu thấy đây. Để tớ hút những chai này vào bắn vào mặt nó. Kìa. Chạy nhanh lên, bọn mình nhiều bom vậy.
Đứng ở trên đây, tớ nhảy xuống để tớ hút. Here we go. Ra lấy hai cái ống kia kìa. Tớ một ống, cậu một ống. Không làm gì nữa vậy? Tớ sẽ nào để đổi bên, đổi bên. Tớ sẽ nhấc ống này. Còn tớ sẽ lấy ống bên này. Bọn mình sẽ lôi cái ống này lên và hút vào cái mắt của nó. Vào mắt á? Đúng rồi, mình sẽ ấn cái ống này vào mắt, hút cái mắt của nó ra. Để cho nó không thể nhìn thấy chúng mình ở đâu đúng không? Đúng rồi, ấn vào mày đi. Ấn khỏe lên, khỏe lên. Tớ đang sắp sở hút được cái mắt này rồi. Tớ hút được cái mắt kia chưa? Ui. Bây giờ đến lượt tớ đây. Ấn vào này. Yeah. Ui, cái máy hút bụi này nó nổ tung rồi. Vậy là chúng mình đang chiến đấu lực với cái máy hút bụi này thôi. Yeah, chiến thắng rồi. Chiến thắng con robot hút bụi đó rồi. Tại sao chúng mình vẫn chưa biến thành người bình thường? Hình như là cái máy hút bụi này chỉ là một phần thôi. Bọn mình phải vượt qua rất nhiều thử thách mới có thể trở lại được. Vậy là vẫn phải ở lại hình dạng như thế này à cậu? Đúng rồi đấy. Tớ cũng chả có cách nào khác cả. Bây giờ bọn mình sẽ phải vượt tiếp qua các thử thách khác. Thế thì chúng mình đi tiếp thôi.